Chiều qua 21 tháng 7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, biên đội tàu Cảnh sát Biển đã phối hợp với tàu kiểm ngư bắt giữ một tàu cá của ngư dân tỉnh Kiên Giang khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và có hành vi chống đối, đe dọa và tấn công lực lượng chức năng khi thực thi nhiệm vụ. Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, tàu Cảnh sát Biển 4035 phát hiện hai tàu cá đang có hành trình từ hướng Malaysia về Việt Nam. Khi hai tàu cá này vào đến vùng biển Việt Nam, tổ công tác tàu Cảnh sát Biển 4035 đã dùng xuồng tiếp cận tàu để tiến hành kiểm tra, thì hai tàu cá tăng tốc bỏ chạy về hai hướng khác nhau. Tàu Cảnh sát Biển 4035 đã tiến hành truy đuổi tàu cá KG94793TS, kết hợp tuyên truyền phát tín hiệu dừng kiểm tra, nhưng tàu cá vẫn không dừng lại mà còn có các hành vi chống đối như thả dây lưới sau lái nhằm gây cản trở và hư hại tàu Cảnh sát Biển. Tàu cá này đã xóa biển số và có hành vi chống đối, sẵn sàng tham gia. Tàu Cảnh sát Biển 4035 buộc phải áp dụng dùng vòi rồng phun nước và bắn pháo hiệu cảnh báo, nhưng tàu KG94793TS vẫn ngoan cố không hợp tác. Các thuyền viên trên tàu cá tiếp tục có thái độ hung hăng, sử dụng vũ khí như dao, kiếm, mã tấu, dao thái lan, gậy gộc, vật dụng trên tàu để đe dọa, tấn công tổ tuần tra kiểm soát và ném sang tàu của lực lượng chức năng. Sau nhiều giờ truy đuổi, đến 17 giờ 9 phút chiều qua, tàu cá KG94793TS mới chấp hành tín hiệu dừng tàu để tàu kiểm ngư 270 cập mạng. Tổ công tác đã lên tàu khống chế được toàn bộ thuyền viên trên tàu cá, tiến hành kiểm tra hành chính và lập biên bản xử lý vụ việc.